Kính thưa quý vị, bản nhạc Người Hà Nội, một sáng tác qua phần chuyển soạn của nhạc sĩ Thành Vương với sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đã mở đầu cho chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Sẽ Về Thủ Đô, kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Thưa quý vị, chương trình đang được diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM96, ứng dụng Hà Nội On và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Tới dự chương trình hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đến dự chương trình ngày hôm nay còn có các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành thành phố cùng toàn thể quý vị khán giả. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, những ngày đông cuối cùng cách đây 77 năm, cả Hà Nội sục sôi trước vận mệnh của Tổ quốc. Rạng sáng ngày 19 tháng 12 năm 1946, một văn kiện mang tính cương lĩnh quân sự có giá trị lịch sử xuyên suốt thời đại được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo. Đó là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Bản hịch cứu nước thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị độc lập của dân tộc. Theo lời hiệu triệu của Người, thủ đô thay mặt cả nước nổ phát súng đầu tiên, mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm của dân tộc ta. Bằng ngôn ngữ âm nhạc, chương trình sẽ đưa khán giả đi suốt dọc đường hành trình hơn 3.000 ngày trường chinh đánh giặc, từ 60 ngày đêm thủ đô huyết thệ đến 9 năm sám dài kháng chiến cho tới thắng lợi Điện Biên lừng lẫy Nam Châu và ngày về thủ đô trong khải hoàn chiến thắng. Vâng, kính thưa quý vị, suốt từ tháng 2 năm 1946, nhà nước non trẻ dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên trì đấu tranh, liên tiếp nhân nhượng để bày tỏ thiện chí hòa bình của nhân dân Việt Nam, nhưng mưu đồ xâm lược nước ta một lần nữa của Pháp ngày càng lộ rõ. Cả dân tộc đứng trước hai con đường. Một là cúi đầu quay lại kiếp nô lệ. Hai là chiến đấu đến cùng để bảo vệ độc lập, tự do. Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước. Nhất định không chịu làm nô lệ. Cuối năm 1946, những biến cố mở đầu cho bước thăng trầm lịch sử dồn dập kéo đến trong những ngày đông cuối cùng. Toán, dừng lại! Có người bị thương kìa. Tuấn ơi, Tuấn, gọi xe kéo. Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì bác trên trường chinh chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng. Cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì bác lại viết những công việc cần thiết lúc bây giờ. Và ít lâu sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến. Ngày 18 tháng 12, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa cuộc họp mở rộng Ban Thường vụ Trung ương tại làng Vạn Phúc. Một quyết sách vô cùng quan trọng đã ra đời tại đây, chính trong căn phòng này. Sau cuộc họp thì bác hỏi tôi là cuộc kháng chiến cả nước bùng nổ thì thủ đô Hà Nội ta giữ được bao nhiêu lâu? Tôi đáp là thưa bác, có thể giữ được một tháng, sau này là giữ được hai tháng. Bác lại hỏi, còn các thành phố khác? Tôi đáp là có thể lâu hơn. Bác lại hỏi là còn vùng nông thôn thì thế nào? Tôi nói vùng nông thôn dĩ nhiên ta giữ được, ta giữ vững được. Bác trầm ngâm một lúc rồi nói thôi được, ta trở lại Tân Trào. Trong hồi ký của mình, thư ký riêng của bác Vũ Kỳ viết: sớm ngày 19 tháng 12, tờ mờ sáng bác đã dậy, gọi chuẩn bị giấy, bút để viết lời hịch cứu nước. Đêm qua chắc người ngủ ít nên mắt thâm quầng. Trời lạnh, gió lùa qua khe cửa làm rung rinh ngọn đèn dầu. Hàng chữ viết cũng rung rinh, không thẳng dòng. Bóng bác in đậm trên tường, vững chãi và không hề động đậy. Ai mà nghĩ cụ Hồ chưa sáng đã dậy, cặm cụi làm việc trong căn gác hẹp nhà cậu Tú ở làng Vạn Phúc. Giờ này mùa đông rét lạnh, chắc nhiều người còn đang an giấc nồng.
20 giờ 3 phút tối ngày 19 tháng 12 năm 1946, đèn điện bỗng vụt tắt. Sáu phát pháo lệnh liên tiếp bắn đi. Toàn quốc kháng chiến đã bắt đầu như thế. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đây, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, nhưng nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. 60 ngày đêm, người Hà Nội kiên gan bám trụ giữa từng góc phố, con đường thân yêu của thủ đô. Tự nhiên lúc bây giờ nó, cái sợ nó, không còn thấy cái sợ nữa mà mình cảm thấy chiến đấu không có gì là ghê gớm đâu. Chết có thể trông thấy rõ ràng là dễ chết lắm. Thế nhưng mà không ai nghĩ tới cái chết chết cả. Và luôn luôn chỉ có một ý nghĩ thôi, quyết tâm đánh bằng đường, giữ cho đến cùng. Người Hà Nội là vậy, khí chất hào hoa thanh lịch, yêu tha thiết mảnh đất này, dân tộc này. Họ đã sống một thời như thế, với lời huyết thệ căng tràn trong lồng ngực mỗi người. Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra đi bao tồn sông núi, ra đi thả chết cho lùi. Xuống cây cây lá tươi từng nụ vui, anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân. Vừa rồi hồi vơi nghe theo hoàng tiếng cùng dài vòng tuần. Anh là lá trên cành đại chỉ gió mưa, anh là trai phải ra chiến trận. Thưa quý vị, ai từng đọc qua cuốn tiểu thuyết Lũy Hoa của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng hẳn còn nhớ hình ảnh nhân vật một nhạc sĩ trẻ có tên là Thu Phong với cây đàn và khẩu súng hăng hái tham gia bảo vệ thủ đô trong 60 ngày đêm khói lửa. Ngoài đời, đó chính là nguyên mẫu nhạc sĩ Lương Ngọc Trác. Trong 60 ngày đêm quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, Lương Ngọc Trác là chiến sĩ ở Liên Khu 1, chiến đấu bảo vệ khu phố Tràng Tiền đến chợ Đồng Xuân, sau đó rút về phố Hàng Thiếc. Vào dịp Tết Đinh Hợi năm 1947, khi nhận bức thư của Bác Hồ gửi các chiến sĩ trung đoàn thủ đô, trong đó có câu: "Các em thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh." Một người tự vệ tên là Trịnh Đình Báu đã thức thâu đêm làm bài thơ Thủ đô huyết thệ, trong đó tràn chứa lòng quyết tâm sẵn sàng xả thân vì nước. Đoàn thủ đô thề xung phong quyết tử, nguyện xả mình mong Tổ quốc quyết sinh, nên bao lần vì đất nước điêu linh, nghe sôi dậy trong tim dòng máu Việt. Bài thơ đã gây xúc động mạnh cho nhạc sĩ Lương Ngọc Trác để ông phổ nhạc thành bài hành khúc Thủ đô huyết thệ, ngợi ca tinh thần chiến đấu hy sinh của những người con Hà Nội vì nghĩa lớn.
trong tim dòng máu Việt, máu anh dũng của dòng đời Nam Việt vẫn lưu truyền muôn vạn kiếp về sau. Máu xuôi lên nhịn sông núi quặn đau, chỉ quật khơi của ngàn xưa sông Đài. Đoàn thủ đô Việt một lòng hăng hái, quyết tâm về một chiến khơi của thù. Bom đạn gieo phi vũ, thấy tiếng thét xung phong vẫn ta đến. Đoàn thủ đô thế xung phong quyết tử tuyệt xa. Tổ quốc quy sinh đến bao lần vì đất nước điêu linh, nghe sôi dậy trong tim dòng máu hiền, máu anh dũng của dòng đời Nam Việt vẫn lưu truyền muôn vàn kiếp về sau. Máu sôi lên nhìn dòng núi quặn đau, chỉ cuộc khơi của ngàn xưa sông Đài. Trên quê quân thù giữa rừng khuya bom đạn gieo phi vũ, thấy tiếng thét xung phong vẫn ta điên. Tiến lên đường tới sân trường, ta xứng danh là cảm tử quân. Tiến lên đường tới sân trường, trong xúc hương chúng ta coi thừa. À, ta nguyện đồng tâm diệt tàn quân thù, tươi cười sông pha ở nơi chiến khu. Ta cùng nhau tiến khó khăn không lùi, ta ngửa bọc thấy lòng đầy quân tới sân trường, ta xứng danh là cầm tư quân. Tiến lên đường tới sân trường, trong xúc hương chúng ta coi thường. Ta tam nguyện đồng tâm diệt tàn quân thù, để cười sông pha ở nơi chiến khu. Ta cùng nhau tiến khó khăn không lùi, ra ngựa bao thấy đầu tháng 2 năm 1947, sau những trận đánh ác liệt tại nhà Sova, Trường Ke và đặc biệt là chợ Đồng Xuân, các chiến sĩ trung đoàn thủ đô đã giữ chân địch được 2 tháng, khiến kẻ thù hao tổn nhiều về lực lượng và phương tiện. Tuy nhiên, qua 60 ngày đêm chiến đấu liên tục, ác liệt, trận địa ở Liên Khu 1 ngày càng bị thu hẹp, lực lượng, vũ khí đạn dược đã cạn kiệt, nguồn tiếp tế từ bên ngoài vào rất hạn chế. Anh em, rút! Sức của ta chỉ đủ sức cầm cự. Nếu mà chúng ta đánh mà diệt được nó mà đẩy nó ra ngoài thì tôi chắc là có thể cũng là có kế hoạch ấy. Nhưng mà ta không có đủ sức để như vậy. Bảo toàn lực lượng giữ được như vậy là rất là tốt rồi. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng, Bộ Tổng Chỉ huy, Thành ủy và Bộ Chỉ huy Mặt trận Hà Nội quyết định tổ chức cho Trung đoàn Thủ đô rời Liên Khu 1 ra hậu phương để bảo toàn và xây dựng lực lượng. 17 giờ ngày 17 tháng 2 năm 1947, cuộc rút lui thần kỳ bắt đầu. Lấy phúc vải xé lối thành cái dây dài, thì ông đại đội trưởng đi đầu tiên, xong ông chính trị viên đi thứ hai là Trung đội 2 và Trung đội 3 đi cuối cùng, và đại đội phó cầm cái dây là đi cuối cùng.
giữ liên lạc cho nhau để không rời nhau là một. Cái thứ hai là nếu có người nào lạ mặt các thứ vào trà trộn thì có thể phát hiện được ngay. Nhưng đi ra gần đến cầu Long Biên thì tim đập, lúc giờ là nghĩ đến cái chết, đèn nó sáng rực, cứ yên lặng thế. Thế là đi qua, lọt qua, đến gầm cầu cái là tối rồi. Bởi vì đèn nó chiếu phía mà, gầm cầu cái là tối. Và sang đến phía bên này cái là coi như là bãi ngô. Tới 21 giờ, tất cả trung đoàn thủ đô đã thoát ra khỏi thành phố. Một tiếng sau, các tổ nghi binh phá hoại bắt đầu hoạt động. Lúc này, những ngọn lửa tiêu thổ kháng chiến bùng cháy và địch mới phát hiện ra. Đến 4 giờ sáng ngày 18 tháng 2, trung đoàn tiếp tục vượt sông ở địa bàn xã Tứ Tổng bằng hàng chục chiếc thuyền của người dân ven sông Hồng. Một lực lượng lính Pháp đuổi đến làng Cơ Xá thì bị bộ phận đi sau của trung đoàn thủ đô đánh chặn, đẩy chúng lui về phía bãi Phúc Xá. Các chiến sĩ trong đội du kích Hồng Hà đã hy sinh đến người cuối cùng để bảo vệ cuộc rút lui của trung đoàn thủ đô được thành công. Thưa quý vị, 60 ngày đêm quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, có một lũy hoa được dựng lên trong lòng lũy thép. Một Hà Nội lãng mạn và kiêu hãnh tỏa sáng giữa súng đạn kẻ thù. Trước khi rời thủ đô, người Hà Nội một lần nữa tự thề với lòng mình: ra đi để có ngày trở về. Ta mang 36 phố phường đi kháng chiến, 9 năm rừng lòng vẫn thủ đô. Mang cả cái hào hoa lãng mạn của Hà Nội đi kháng chiến, những thanh niên thủ đô đã bỏ lại sau lưng phố phường thân yêu, gói ghém trong ký ức cả những củ khoai lang nướng đầu phố Tuệ Tĩnh, kẹo vừng ông lão cửa chợ hôm, quán cơm đầu ghế bất kể chợ nào, hay cô hàng chè tươi nấu nước sông Hồng để sông pha vào cõi xa trường, xả thân vì Tổ quốc. Song cho dù thế nào đi nữa, cái cốt cách ấy, nét hào hoa mà hiệp sĩ ấy của người Hà Nội không bao giờ mất, cho dù bị câu thúc bởi biết bao gian khổ và hy sinh. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Quên ngày về, vui đường trường chinh phục.
và mãi to. Hôm kia dâng sóng cùng quê hương lên đường kháng chiến tiêu diệt quân thù, năm cô gieo bước quân ca vàng cất bước ra đi chiều năm xưa, dòng dài kháng chiến quên ngày về. Phố phường sông hôm kia dâng sóng cùng quê hương lên đường kháng chiến tiêu diệt quân thù, năm cô gieo bước quân ca vàng cất bước ra đi chiều năm xưa, dòng dài kháng chiến quên ngày về. Bụi đường trường chinh và mái tóc thốt nhớ khi đi ghi lời thề, thốt nhớ khi đi ghi lời thề, có một ngày
xa xôi. Nay anh về mừng lắm anh ơi, ta xây đời mới một muôn vui. Đồng lúa nương khoai cho một mùa gió mới và dâng lên bao tâm hồn đầy sức sống. Thưa quý vị, năm 1948, sau khi vượt ngục và thoát khỏi nhà tù Sơn La, nhạc sĩ Đỗ Nhuận trở về vùng tự do. Trên đường xuôi xuống Ấm Thượng, Phú Thọ, ông chợt nhớ đến những người bạn cũ, trong đó có cô du kích tên Hà, từng chờ đò đưa cán bộ chiến sĩ qua sông. Từ câu chuyện và cảm xúc về cô du kích trẻ, Đỗ Nhuận vừa đi vừa cầm guitar sáng tác, nhịp trường ca dâng trào theo từng bước chân hối hả của nhạc sĩ trên đường về xuôi. Ca từ và giai điệu cứ thế dồn dập tuôn trào. Và một ca khúc bất hủ nhanh chóng được hoàn thành khi tác giả vừa về tới Việt Trì. Du kích sông Thao xuất hiện trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến Trường Kỳ 9 năm với tâm thế vững chãi và tràn đầy niềm tin, hy vọng. Bản trường ca Du kích sông Thao, tác phẩm có sự đan xen hòa trộn giữa hai yếu tố, trữ tình và hùng ca, với giai điệu hào sảng, cuồn cuộn âm hưởng của khúc tráng ca cách mạng, sẽ đến với quý vị khán giả qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn và giọng ca soprano hàng đầu của Việt Nam, Đào Tố Loan. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chiếc nhớ thơ bần nát bờ bên
ra có những chàng áo nâu về say mê dòng nước vui tràn trề. Nơi sông đã du kích ân từng lều nơi đây người đông tới họp chờ chờ sông Hồng Hà Giang. Sông Hồng Hà Giang, sông Hồng Hà Giang. Bên sông đôi du cách mặt trời chiều, khi bơi thấy đi thúc giục nhịp chiều. Nghe dòng sông reo, tiếng lên diệt thu. Khi đi lập công dây trời màu hồng, vui lên lòng sông lúa ngập đầy lông. Sông Hồng Hà Giang, sông Hồng Hà quý vị. Bên cạnh bản trường ca bất hủ Du kích sông Thao, tác phẩm Áo mùa đông được nhạc sĩ Đỗ Nhuận viết trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, khi phong trào mùa đông binh sĩ được phát động. Khắp nơi nơi, đồng bào ta nô nức hưởng ứng, các mẹ, các chị ngày đêm đan áo gửi ra chiến trường cho các chiến sĩ. Khoác trên mình những chiếc áo ấm tình hậu phương, các chiến sĩ lại càng hăng say chiến đấu, và không ít người đã ngã xuống để màu cờ loang trên áo hay áo nhuốm đào thành cờ cuốn lên cao. Ca khúc mang giai điệu trữ tình sâu lắng, thể hiện tình cảm quân dân cá nước, tiền tuyến hậu phương, hết lòng yêu thương đùm bọc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị khán giả sẽ cùng thưởng thức tác phẩm Áo mùa đông của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua phần thể hiện của giọng ca được mệnh danh là họa mi bán cổ điển, ca sĩ Phạm Thu Hà. Gió theo mây,
quân ơn người đàn áo. Tấm áo sông Pha mùa lạnh che thân chiến sĩ ta, đây là áo nơi quê nhà. Văn xa chuỗi non hướng về Nam, ai đã vô Đông Hà, đã qua Ngô Gia, đã đi Bích Lăng, Thủy Ba, Triều Phong. Dòng sông danh biết danh lũy thầy, giờ đây lửa cháy ngút trời, máu nhuộm đồng xanh. Ôi đau thương điêu tàn, hãy lắng mù trên thôn xóm, gạt trắng phen làn máu hoen, dân lành yên vui giặc lên tàn sát, chí lòng đồng quê tan tác, chung nấm đường vắng lối không, xót thương đàn em xác chìm dòng sông. Làng cháy cây héo khô, đồng nương nồng hơi súng, xa tắp còn đâu bóng lúa xanh. Nhà thiếu nên chờ đất, người đi lòng uất sôi cháy. Máu căm hơn trào dâng. Đồng bội cùng mình chi tiết đứng lên, đứng lên ta viên diệt ngoài làng soi. Năm thu đây phải
thương yêu. Cuối năm 1952, Tây Ninh xảy ra cơn lũ lịch sử, còn gọi là trận lụt Nhâm Thìn, nhấn chìm một vùng rộng lớn ruộng lúa canh tác của dân. Chỉ còn lại một vùng nương rẫy rất nhỏ tại Tràng Cồng, tay thuộc huyện Châu Thành. Người dân các xã khác kéo nhau về đây gặt mướn và đi mót lúa rơi, hòng độ nhật qua ngày. Chị em con bế con bồng đi nhặt từng hạt lúa rơi vãi, chỉ mong có được nồi cháo nuôi thân. Cảnh tượng buồn thương đó đã lọt vào mắt nhạc sĩ Hoàng Việt và ca khúc Lên Ngàn đã ra đời trong hoàn cảnh ấy. Khung cảnh nước ngập trắng đồng, tổn thất đau xót thắt lòng được dồn nén lại rồi bật thành lời ca. Gió mưa sụp đổ mái nhà, bao nhiêu gia đình tan hoang, đau thương, lệ rơi chứa chan. Khi ấy Hoàng Việt đang công tác tại căn cứ Tha La thuộc chiến khu Dương Minh Châu, nhìn những người phụ nữ gạt nước mắt đi mót lúa nuôi con, cơ cực nhọc nhằn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, vẫn gửi cho những người chồng phương xa lời nhắn nhủ, kháng chiến nhất quyết thành công. Người nhạc sĩ chợt nhớ tới vợ mình. Bài ca đau thương mà bi tráng, nhưng cũng đầy chất lãng mạn cách mạng, phản ánh những khó khăn gian khổ và sức vươn lên của một miền đất anh dũng kiên cường trong cuộc kháng chiến gian lao của dân tộc. Anh
sông chảy xiết nơi thuyền trèo đi. Trên sông vầm có đông nước chảy ngược dòng. Thưa quý vị, Trường ca Sông Lô là tác phẩm âm nhạc bất hủ của nhạc sĩ Văn Cao. Ca khúc đã để lại dấu ấn rực rỡ trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Đây chính là tác phẩm âm nhạc vạm vỡ nhất, lai láng như một bức tranh hoành tráng được Văn Cao vẽ lại bằng âm nhạc. Thấp thoáng đâu đó cấu trúc bác học như trong tác phẩm lừng danh Blue Danube của Johann Strauss. Trường ca Sông Lô được chia thành nhiều đoạn với tiết tấu tốc độ khác nhau. Sự nối tiếp trong cấu trúc giữa các đoạn rất tài tình, hợp lý, khiến cho bản trường ca tuy dài nhưng vẫn hấp dẫn, lôi cuốn từ đầu chí cuối. Có thể khẳng định đây là một trong những bản trường ca hay nhất của âm nhạc Việt Nam. Đúng như nhạc sĩ Phạm Duy từng khẳng định, Trường ca Sông Lô phải là đỉnh cao nhất của nhạc kháng chiến nói riêng và của tân nhạc Việt Nam nói chung. 76 năm đã trôi qua, Trường ca Sông Lô vẫn sừng sững trên đỉnh nhạc Việt. Xuất hiện ở đó những thủ pháp âm nhạc kinh điển, không hề thua kém bất kỳ tác phẩm cổ điển Tây phương nào. Thank you.
9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Những câu thơ ấy của nhà thơ Tố Hữu đã đi vào lòng bao thế hệ, tạo niềm cảm kích mãnh liệt cho hàng triệu trái tim về một Điện Biên chấn động địa cầu. Có thể khẳng định, chiến thắng Điện Biên được hun đúc từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, Bác Hồ với sức mạnh thần kỳ của quân đội và nhân dân Việt Nam. Không đêm nào vui bằng đêm nay, đêm lịch sử Điện Biên sáng rực, trên đất nước như huân chương trên ngực, dân tộc ta, dân tộc anh hùng. Chiến thắng Điện Biên một lần nữa cho thấy khát vọng tự do và độc lập của dân tộc Việt Nam, từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định 9 năm trước đó. Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
dẫu có nhiều gian khổ, vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi. Mắt ta sáng chỉ căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước đời. Chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Loài sâm lặng cái nó gây nhiều đau khổ. Kia đồng bào đã mắt đỏ chờ ta. Mau giai cấp chỉ căm thù để lệnh truyền ra ta quyết chiến đời. Chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Quân trở về giữa miền đầy hoa, giữa miền hoa nở miền Tây Bắc tưng bừng vui. Màn mưa xưa nương lúa với chồng kia đàn em bé giữa đồng ngang tay vòng qua. Dọc đường chiến thắng ta tiến về đoàn phản công tiền tuyến, vẫy chào pháo binh vượt qua. Súng đại bác ngắn là ngụy trang, đàn quân vương trắng dỡ là ngụy trang. Xiết con sương buồn nhảy lên Tây Bắc, đồng bào nao nức mừng cho ta trở về. Giờ chiến thắng ta đã về, vui mừng đón chúng ta tiến về. Núi sông bừng lên, đất nước ta sáng ngời, cây đồng điên biên cờ chiến thắng vang lừng trên trời. Chiến thắng vang trên trời. Chiến thắng vang lừng trên trời. Sớm ngày 9 tháng 10 năm 1954, khi những người lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên, cũng là lúc người dân Hà Nội đón đọc lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày thủ đô giải phóng đăng trên báo Nhân dân. Người viết: Dân thủ đô ta có truyền thống cách mạng vẻ vang và lòng nồng nàn yêu nước. Tôi chắc rằng đồng bào thủ đô sẽ hăng hái phấn đấu làm cho mọi ngành hoạt động của thủ đô ngày càng thêm phát triển, làm gương mẫu để xây dựng một đời sống sung sướng, tươi đẹp, thái bình mãi mãi cho con cháu của chúng ta. Sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, lớp 6 người hiên ngang chiến thắng tiến vào tiếp quản thủ đô. Năm cửa ô hòa trong rừng cờ hoa và niềm vui hân hoan chiến thắng. 3 giờ chiều, dưới chân cột cờ Hà Nội tung bay sắc đỏ sao vàng, 15 vạn đồng bào Hà Nội cùng tham dự buổi lễ chào cờ đầu tiên trong bình minh thời đại mới. Ngày về Hà Nội, Bác yêu cầu nhân dân thủ đô giữ gìn an ninh, khôi phục mọi hoạt động sản xuất, buôn bán, kinh tế, tài chính, phát triển các hoạt động văn hóa, thực hiện tự do dân chủ, kêu gọi ngoại kiều yên tâm làm ăn, để thủ đô ngày một hồi sinh và phát triển. Với tất cả tinh thần và trách nhiệm, mỗi người dân Hà Nội cần nhận thức đúng vị trí của mình đối với thủ đô. Nói chung, Hà Nội là thủ đô của nước ta. Nói riêng, Hà Nội là thành phố của tất cả những người dân Hà Nội. Bác hỏi tôi là tôi biết chú là bác sĩ, thế bây giờ chú ra làm chủ tịch thành phố thì chú nghĩ thế nào? Thì tôi nói luôn là thưa bác, nếu đoàn thể và bác cử cháu ra làm công tác y tế thì cháu rất yên tâm, cháu xin làm hết sức. Nhưng bây giờ cháu ra làm chủ tịch thì cháu biết làm cái gì, đã bao giờ cháu làm chủ tịch thành phố đâu. Thì bác Hồ nói luôn là thế thì bác có bao giờ bác làm chủ tịch nước đâu. Nhưng mà bác cháu chúng ta dù là chủ tịch nước
dù là chủ tịch thành phố hay những ai làm chủ tịch ở xã, ở huyện, thì cũng không phải là ông quan cách mạng, mà là người đầy tớ của nhân dân. Trong không khí sôi động và hồ hởi khi mọi người cùng bắt tay xây dựng cuộc sống mới ở thủ đô, ngày 13 tháng 10 năm 1954, báo Nhân dân đăng bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhan đề Ổn định sinh hoạt. Người biểu dương thành tích khôi phục các mặt hoạt động của thủ đô và yêu cầu mỗi người dân Hà Nội cần cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình. Sau 80 năm bị nô lệ, nay ta làm chủ nhân, chắc mọi việc sẽ gặp khó khăn nhiều hoặc ít. Chúng ta không nên chủ quan mà coi việc gì cũng dễ dàng. Nhưng chính quyền và nhân dân ta đoàn kết chặt chẽ, quyết tâm cố gắng thì chúng ta nhất định sẽ vượt khó khăn, nhất định ổn định được sinh hoạt của thủ đô yêu quý của chúng ta. Ngày hôm sau, 16 tháng 10, trong buổi gặp thân mật các đại biểu nhân dân thủ đô tại Bắc Bộ Phủ, người căn dặn: sau 8 năm bận việc kháng chiến, hôm nay tôi rất vui mừng lại gặp bà con thủ đô. Đồng bào Hà Nội chuẩn bị đón tôi thật tưng bừng. Thấm tình tình đó, tôi rất cảm động. Việc quan trọng nhất trước mắt chúng ta là khôi phục sản xuất. Nếu mọi người thật sự hoan nghênh Đảng và Chính phủ trở về, thì hãy đem cái tinh thần quý báu đó vào các công việc trên. Cuối buổi nói chuyện, Hồ Chủ tịch nhờ các đại biểu truyền lời thăm hỏi tới toàn thể đồng bào Hà Nội, đồng thời người tin tưởng: nhân dân thủ đô ta có truyền thống cách mạng vẻ vang và lòng nồng nàn yêu nước. Tôi chắc rằng đồng bào thủ đô sẽ hăng hái phấn đấu làm cho mọi ngành hoạt động của thủ đô ngày càng thêm phát triển, để làm gương mẫu để xây dựng một đời sống sung sướng, tươi đẹp, thái bình mãi mãi cho con cháu chúng ta. Trong hơn và mắt em xanh khác ngày thường khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy, nhịp trống rung 36 phố phường. Mẹ đứng hàng đầu rưng rưng nước mắt rộn ràng, mẹ thầm gọi các con anh chiến sĩ nên thương nhìn mẹ, nghe niềm vui cả tâm hồn. Đêm, cay đêm rút qua gầm cầu, trở lại sông sông Hồng vô bờ hát mãi, đó niềm tin là khúc hài hoàn ca. Không thể nói trời không trong hơn và mắt em xanh khác ngày thường khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy, nhịp trống rung 36 phố phường.
không trong hơn, và mắt em xanh khác ngày thường khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy. Nhịp trống rung 36 phố phường, mẹ đứng hàng đầu rưng rưng nước mắt xôn xao, mẹ thầm gọi các con. Anh chiến sĩ mẹ thương nhìn mẹ, nghe niềm vui ấm cả tâm hồn. Gầm cầu anh đã hẹn ngày mai trở lại, sông sông Hồng vỗ bờ hát mãi, đó niềm tin là khúc bài hoàn ca. Không thể nói trời không trong hơn, và mắt em xanh khắc ngày thường khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy. Nhìn trống rung 36 phố phường, một sớm thu trong đất thắm sao vàng, năm cửa ô xòe năm cánh rồng, đoàn quân về nhấp nhô như sóng. Mỗi ngôi nhà dường như muốn cao thêm, hàng mười ấy là khúc ca xanh, khúc ca mở như chiến công đầy. Ôi Thăng Long Đông Đô Hà Nội, nghìn năm phố một trái một trái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cháy. Khói lửa ngập trời. Hà Nội hồng ấm ấm ru. Hà Nội vùng đứng lên. Hà Nội vùng đứng lên. Sông hồng reo. Cho đời hồng hà cuốn ngàn nguồn sâu tràn đầy dương. Hà Nội vui sao những cửa đầu điếu thiết thanh công đầy ô chợ dừa kêu cổ rèn là áo xanh nâu. Hà Nội tươi thắm trong vui mùa hè vui hôn chàng trai những đôi mắt nào quanh co trên quay rộn ràng đông xuân xanh tươi bát ngát tây hồ. Hàng đào diễn diễn hàng đường hàng vàng hàng đai ôi tha thiết lòng ta biết bao nhiêu mỗi tấc đất Hà Nội đượm thắm máu hồng tươi. Phú non sông chén khô về đường vào tiếng hát tuôn sông mưa đoàn quân Việt Nam đứng Hà Nội say mê trên đón cha về khiến trời phơi phới vàng sao ngày ấy trôi vinh quang vang ngàn phương lời về nước Việt Nam yêu sâu. Hà Nội hồng ấm áp dung sông hồng reo, hét lên sông hồng cầm hồn sôi gầm sâu, bùng cháy bắc phố ta ơi, bùng lên chiến sĩ ta ơi, trời Hà Nội đỏ máu. Mùa hè đường quân bốc tung bay, sắc thu rơi dưới ngọn dây, âm vang cười tiếng xuân vui thay vang. Quý vị, 77 năm trôi qua, chúng ta có thời gian để nhìn lại và suy ngẫm về một lựa chọn mang ý nghĩa lịch sử lớn lao, xoay chuyển vận nước đang lâm nguy, độc lập tự do hay trở về thân phận nô lệ. Trong những thời điểm mang tính chất sống còn đối với sự tồn vong của đất nước, dân tộc Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng đã anh dũng kiên cường lựa chọn con đường kháng chiến chông gai để bảo vệ thành quả vĩ đại của cách mạng tháng 8. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời cách đây 77 năm. Tuy ngắn gọn
nhưng đó là một văn kiện vô cùng quan trọng, mang tính hiệu triệu, động viên và khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất của toàn dân tộc, để từ đó làm nên những thắng lợi vẻ vang sau này. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vẫn để lại những bài học quý giá về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Và sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo lên tặng hoa cho tập thể ca sĩ, nghệ sĩ tham gia chương trình hôm nay. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trân trọng kính mời đồng chí Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ lên sân khấu. Trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, chương trình trí luận nghệ thuật sẽ về thủ đô xin được phép khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt quý vị.